Sao cậu ở đây? Ăn đã rồi uống. Không ăn. Thôi. Kệ tôi. Không có tôi là bạn nữa. Tôi với cậu không phù hợp để làm bạn đâu. Tại sao? Vì chị giỏi giang hơn tôi, giàu có hơn tôi à? Tiêu chuẩn tình bạn kiểu gì vậy? Quan điểm của tôi ấy, bạn bè chỉ cần hiểu nhau, quý mến nhau và chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, thế thôi. Cậu cũng chẳng hiểu tôi đâu. Ừ? Chưa hiểu rồi sẽ hiểu. Ừ? Cậu hiểu rồi thì cũng sẽ rời bỏ tôi thôi. Vì sao? Biết không? Vì tôi là một kẻ thực dụng. Đàn ông họ không thích kiểu phụ nữ như vậy. Họ thích phụ nữ biết điều. Tôi chấp nhận ở bên cạnh một người chỉ vì người ta có địa vị, có thể cho tôi tiền bạc, quyền lực. Tôi còn chấp nhận thỏa hiệp với những người phụ nữ khác bên cạnh người ta nữa cơ. Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi cứ nghĩ là mình hy sinh, nhưng thật ra đang dựa vào người khác để vươn lên. Nói là tình yêu thì xa xỉ quá. Mối quan hệ của chúng tôi giống kiểu bồ bịch hơn. Này, ăn thử miếng, ngon không? Chị cứ nói quá. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, bồ với mày cái gì? Mà chị có làm gì sai đâu. Người đáng xấu hổ ấy là anh ta. Cậu chẳng hiểu cái quái gì cả. Tôi không giống vẻ bề ngoài mà cậu thấy đâu. Tôi không xứng đáng để làm bạn với cậu. Sao lúc nào mở mồm ra chị cũng xứng đáng với không xứng đáng thế à? Vì tôi là người so đo chứ sao. Chị bị đánh hết à? Hay là đầu chị đang mọc sừng mọc nhọn? Thực ra hai cái đấy là một. Thời điểm hiện tại, người ta đã có sự lựa chọn khác rồi. Và chị đang thắc mắc, tại sao người ta lại lựa chọn một người kém mình về mọi mặt? Đúng không? Có lẽ em bây giờ anh ta mới hiểu đấy. Hỏi thế thôi. Thực ra theo quan sát của tôi, ngay từ lúc đầu anh ta đã không yêu chị, không cần chị, nhưng vẫn muốn giữ chặt chị ở cạnh bên để sở hữu, lợi dụng. Giờ thì anh ta không cần nữa. Hèn. Thằng hèn. Bây giờ anh ta cũng biết tôi chẳng tốt đẹp gì. Cứ cho là anh ta biết chị ở bên cạnh là có toan tính đi. Thì sao? Chị một lòng một dạ cơ mà. Thời buổi này có mấy ai kết hôn mà không toan tính một điều gì cả. Anh ta biết là chị đợi, nhưng chưa bao giờ cho chị một câu trả lời xác đáng. Vấn đề là ở chị. Chị biết anh ta lợi dụng mình mà vẫn đâm đầu vào. Chị giỏi giang, xinh đẹp, có tài, có rất nhiều sự lựa chọn khác. Tại sao lại phải như thế? Chị đúng là cụ của ngốc. Em ơi, cho anh thêm rượu với. Uống đi. Hôm nay tôi mời, cứ uống say đi. Rồi chị thử tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Chứ chị tính dở lắm. Thật.
làm miếng. Còn cực, thề luôn. Ừ. Không ăn thì thôi. Thể thao quan trọng nhất là tinh thần. Cả nhà mình phải bút bút cho cái đông luôn, quyết tâm thi đấu chứ. Nào, mọi người làm theo con. Tôi làm được. À, không, không bố. Bố chọc lên. Vâng, chọc lên. Tôi làm được. Tôi làm được. Tôi làm được. Tôi làm được. Phương Đông làm được. Phương Đông làm được. Phương Đông làm được. Yeah! Con vẫn cứ thấy màu tím này không? Ui, màu không quan trọng đâu. Quan trọng là cả nhà mình cổ vũ hết mình. Em Đông cố gắng hết sức. Kết quả thế nào cũng là đạt được thành tựu rồi. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Cảm ơn doanh nhân Trần Ngọc Bảo tài trợ cho chương trình. Không có gì ạ. Đi thôi. Đi. Đi. À, này này. Em cầm. Dạ. Con Kiên, gọi cho nó chưa? Ờ. À, con tưởng bố rủ nên con không gọi nữa. Ờ, cái thằng tắc ngơ này. Đang buộc băng đô đâu mà máu chưa lên não. Cơ hội tốt như này mày không rủ à? Gọi luôn đi. Chai phải đi nhanh hơn một chút thì mới kịp xem trận chung kết ạ. Không sao. Với con mắt tinh tường của em thì kiểu gì cũng tìm ra được người có hiệu ứng truyền thông thôi mà. Em không dám chủ quan thế đâu. Dù sao mình chọn gương mặt đại diện, phải theo dõi cả quá trình nỗ lực của vận động viên, từ lúc tập luyện cho đến khi thi đấu, đo được mức độ thiện cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho vận động viên tại thời điểm này. Và quan trọng nhất là người đó không vướng scandal. Vậy chắc em cũng đã chuẩn bị cho mình một vài phương án rồi đúng không? Em đồng tình với quan điểm chọn gương mặt của anh. Một gương mặt khí chất, nhiều năng lượng và truyền cảm hứng. Nên em có nghiên cứu hồ sơ và lộ trình sự nghiệp của vài vận động viên. Và em để ý đến đâu? Chắc tay vào. Ui. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi. Đừng ngu ngốc nữa. Đúng. Trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.